Chào mừng các bạn đến với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây mời các bạn đến với bản tin bóng đá chiều tối ngày hôm nay, 22 tháng 4 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam đối đầu Qatar, Nhật Bản ở giải châu Á. Nắm lợi thế, U22 Việt Nam gặp mối lo lớn trước đại chiến với Thái Lan tại SEA Games. Huấn luyện viên Park Seo lại gây sốt cực lớn tại Hàn Quốc. Chủ tịch Indonesia bực mình, bất ngờ lại nhắc đến Việt Nam. Mời các bạn cùng đón nghe. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia bực mình, bất ngờ nhắc về Việt Nam. Các bạn thân mến, sau huấn luyện viên Park Seo thì đến lượt ông Mauro Polking được liên kết với chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia, nơi mà ông Shin Tae-yong đang nắm giữ. Việc ông chỉ còn hợp đồng đến hết năm 2023 đã khiến những tin đồn liên tiếp xuất hiện rằng là huấn luyện viên Park Seo và mới đây là ông Polking sẽ được Liên đoàn bóng đá Indonesia đưa về để thay thế. Nhưng khi tờ Bola hỏi vị tân chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Indonesia, ông Erik Thohir, họ chỉ được đáp lại rằng: "Hãy hỏi truyền thông Thái Lan, giống như trước đây chúng ta từng nghe thấy tin Liên đoàn tiếp cận huấn luyện viên của Việt Nam ông Park Seo, bây giờ thì hãy hỏi truyền thông Thái Lan về vụ ông Polking." Vì đây là thời điểm trước thềm SEA Games nên họ muốn chia rẽ tuyển Indonesia, đó là cách để đội tuyển Indonesia thất bại, làm chúng ta suy yếu, là công việc của truyền thông các nước khác như là Việt Nam hay là Thái Lan. Ông Erik Thohir cho rằng là những thông tin này ảnh hưởng đến sự tập trung của các cầu thủ Indonesia trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games. Ông Shin Tae-yong chỉ còn ràng buộc với Liên đoàn bóng đá Indonesia cho đến hết năm nay. Thời gian qua thì ông cũng đã giúp nâng tầm bóng đá xứ sở vạn đảo, nhưng chưa đủ để gặt hái những danh hiệu. Do vậy mà vẫn còn nhiều đồn đoán về tương lai của huấn luyện viên người Hàn Quốc. Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng khá dè dặt trong việc ký mới với vị chiến lược gia này. Nhưng để giúp cho ông Shin Tae-yong phần nào an toàn thì ông Erik Thohir đã có động thái đánh động về bản hợp đồng mới. Bên cạnh đó thì ông cũng đề nghị ông Shin Tae-yong tư vấn về danh sách đội tuyển U22 tham dự SEA Games để giúp cho vị huấn luyện viên này cảm thấy bớt lo lắng hơn trong thời điểm nhạy cảm. Việt Nam đối đầu đội Qatar, Nhật Bản trước giải châu Á. Các bạn thân mến, theo kế hoạch về việc đội tuyển U17 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết châu Á tới đây, thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn sẽ hội quân trở lại vào ngày 3 tháng 5 tại Hà Nội. Sau đó thì đội có khoảng 2 tuần tập luyện tại Việt Trì Phú Thọ trước khi di chuyển sang Qatar tập huấn từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5. Tại Qatar thì các cầu thủ trẻ của chúng ta có trận đấu giao hữu rất chất lượng với chính chủ nhà U17 Qatar diễn ra vào ngày 21 tháng 5. Kết thúc trận đấu này, đội tuyển U17 sẽ di chuyển sang Nhật Bản để tiếp tục vào giai đoạn tập huấn tiếp theo từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6. Giai đoạn tập huấn này, đội sẽ tiếp tục có 3 trận đấu giao hữu cọ sát với đối tượng chất lượng là của các câu lạc bộ Nhật Bản. Sau giai đoạn tập huấn tại Nhật và trở về nước, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có quỹ thời gian khoảng 1 tuần để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng tại Vũng Tàu trước khi di chuyển sang Thái Lan tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2023. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 tại Thái Lan. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn vật lượt tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng. Đội nhất và đội nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. 4 đội thắng tại tứ kết đồng nghĩa với việc là giành vé tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2023 diễn ra tại Peru vào tháng 10. Nắm lợi thế, U22 Việt Nam gặp mối lo lớn trước đại chiến với Thái Lan tại SEA Games 32. Các bạn thân mến, đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta có lợi thế lớn so với đại kình địch Thái Lan trước thềm SEA Games 32. Song thì chính thầy trò ông Chausie mới là người gặp mối lo lớn. Giống như trước giải U20 châu Á, trước thềm SEA Games 32, các giải quốc nội trong đó có V-League cũng phải tạm nghỉ để nhường cho kế hoạch hội quân và chuẩn bị tham dự SEA Games của đội tuyển U22. Việc được tạo điều kiện tối đa giúp cho ông Chausie dễ dàng triệu tập một đội hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại mà không gặp bất kỳ trở ngại nào từ phía các câu lạc bộ. Nhà cầm quân người Pháp có thể thoải mái lựa chọn những nhân tố phù hợp với chiến thuật của mình trong bản danh sách được sàng lọc từ V-League cho đến hạng nhất, từ đó xây dựng bộ khung trước khi hành quân sang Campuchia. Khác với tuyển U22 Việt Nam thì nhìn sang Thái Lan, họ đang gặp nguy cơ sứt mẻ lực lượng bắt nguồn từ sự xung đột lợi ích giữa U22 và các câu lạc bộ tại Thái League 1 và Thái League 2. Do SEA Games không phải giải đấu thuộc hệ thống của FIFA nên các câu lạc bộ tại Thái Lan tất nhiên là không có nghĩa vụ phải nhà quân và điều đó đang tạo ra những khó khăn riêng cho ông Sritaro. Ngoài trường hợp vắng tiền đạo hàng đầu Suphanat do phía câu lạc bộ Gurram United giữ chân suốt này
để chuẩn bị đưa sang Anh tu nghiệp thì ông Sritaro còn có thể tiếp tục mất quân do tác động từ phía các câu lạc bộ trong nước. Trong ngày tập trung 20 tháng 4, ông Sritaro vẫn chưa có lực lượng mạnh nhất vì một số cầu thủ còn bận thi đấu ở cấp câu lạc bộ khi mà giải quốc nội của họ hoàn toàn không tạm nghỉ để nhường chỗ cho SEA Games. Việc xung đột lợi ích giữa các câu lạc bộ và đội tuyển U22 Thái Lan có thể gây ảnh hưởng lớn đến tham vọng giành huy chương vàng SEA Games của Võ Chiến. Bản thân ông Sritaro cũng thừa nhận là không phải cầu thủ nào trong danh sách được triệu tập sơ bộ cũng sẽ góp mặt tại SEA Games 32. Trường hợp xấu nhất, Thái Lan sẽ không có được sự phục vụ của một số vị trí do phía câu lạc bộ từ chối nhà quân. Chưa kể là nguy cơ chấn thương với các cầu thủ Thái Lan cũng cao hơn so với cầu thủ Việt Nam do họ phải phục vụ ở câu lạc bộ sát thời điểm diễn ra SEA Games. Rõ ràng là so với Việt Nam thì Thái Lan đang gặp bất lợi rõ rệt về điều kiện và quỹ thời gian chuẩn bị trước khi cùng hành quân sang Campuchia tham dự SEA Games 32. Thế nhưng dù nắm lợi thế nhất định, song điều đó không có nghĩa là chúng ta được đánh giá cao hơn so với Thái Lan trước khi hai đội phải sớm đối đầu nhau từ vòng bảng tại SEA Games. Vừa qua, từ khi trả lời truyền thông sau buổi tập, trung vệ Trần Quang Thịnh tiết lộ về ý đồ chiến thuật của ông Chu Xie. Theo đó thì nhà cầm quân người Pháp đòi hỏi rất cao về kỹ thuật, chiến thuật và muốn đội tuyển chơi kiểm soát bóng một cách tối đa. Thậm chí là ông Chu Xie từng nổi nóng yêu cầu một học trò dừng buổi tập vì lý do cầu thủ này không thực hiện đúng giáo án kỹ thuật. Với huấn luyện viên Chu Xie thì việc cải thiện kỹ năng xử lý bóng có vẻ đang là ưu tiên hàng đầu. Điều này không phải là quá khó hiểu bởi ở giải giao hữu Doha Cup, toàn đội đã mắc nhiều sai lầm, đặc biệt là việc xảy ra tình trạng cầu thủ chuyền bóng hỏng là quá nhiều. Tuy nhiên thì kỹ chiến thuật, khả năng xử lý bóng lại đi kèm với yếu tố thể lực. Ở Doha Cup thì sự hụt hơi, sự xuống sức từ khoảng nửa sau hiệp 2 khiến cho các cầu thủ không thể thi đấu tốt và phải nhận những bàn thua. Một trong khoảng thời gian ngắn, chỉ tầm một tháng, việc ông Chu Xie phải cải thiện từ kỹ chiến thuật, khả năng xử lý bóng đến cả nâng cao thể lực, quả thực là điều rất khó. Nguy cơ bội thực trong giao án tập luyện với các cầu thủ trẻ không phải là không thể xảy ra. Ở trận giao hữu mới nhất với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, việc để thủng lưới 3 bàn cũng phần nào cho thấy đội tuyển U22 Việt Nam còn bộc lộ những vấn đề ở khâu phòng ngự, điểm yếu từng bị phơi bày rõ nét nhất tại Doha Cup. Nếu không cải thiện điều này thì sẽ rất khó khăn cho đội tuyển U22 Việt Nam phải đối mặt với Thái Lan luôn mạnh về hàng công tại SEA Games sắp tới. Vừa qua ở Doha Cup, Thái Lan thi đấu cực hay, dù cầu thủ không có nhiều thời gian để tập luyện và đá cặp cùng nhau. Võ Chiến vẫn thể hiện được sự nhuần nhuyễn trong lối chơi và khả năng triển khai bóng đa dạng. Tại SEA Games sắp tới, rất có thể là cả Thái Lan lẫn Việt Nam sẽ dùng lối đá thiên về tấn công hòng giành kết quả như ý. Khi đó thì đội bóng nào tấn công tốt hơn và mắc sai lầm ít hơn ở hệ thống phòng ngự rất có thể sẽ là đội giành chiến thắng. Về cơ bản thì Việt Nam vẫn nắm lợi thế về điều kiện chuẩn bị. Song nếu không khắc phục được những điểm yếu, thầy trò ông Chu Xie hoàn toàn có thể sẽ phải trả giá đắt khi đối đầu với Võ Chiến ở kỳ SEA Games tới đây. Huấn luyện viên Park Seo lại gây sốt cực lớn tại Hàn Quốc. Các bạn thân mến, huấn luyện viên Park Seo lại thu hút sự chú ý cực lớn ở quê nhà Hàn Quốc sau tin đồn được mời trở lại Đông Nam Á làm việc. Huấn luyện viên Park Seo đang tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi tại quê nhà Hàn Quốc sau hàng loạt động thái đáng chú ý tại Việt Nam thời gian qua. Lần trở về xứ sở kim chi này, cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam dành nhiều thời gian để thực hiện vai trò một đại sứ văn hóa. Những ngày gần đây xuất hiện tin đồn huấn luyện viên Park Seo được Liên đoàn bóng đá Indonesia gửi lời mời làm giám đốc kỹ thuật. Khả năng chiến lược gia này trở lại Đông Nam Á làm việc cũng đã được xác nhận. Mới đây, huấn luyện viên Park Seo vừa có hoạt động rất đáng chú ý tại Hàn Quốc. Theo đó, nhà cầm quân này bất ngờ dự khán trận đấu tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc K-League 1. Đó là màn đọ sức giữa chủ nhà FC Seoul và Samsung Blues ở vòng 8 K-League 1. Sự có mặt của huấn luyện viên Park Seo nhanh chóng thu hút sự chú ý cực lớn của người hâm mộ Hàn Quốc. Rất đông cổ động viên đã vây quanh huấn luyện viên Park và xin chữ ký, chụp ảnh làm kỷ niệm. Được biết là huấn luyện viên Park Seo có mối quan hệ thân thiết với một số thành viên của FC Seoul và nhận lời mời dự khán trận đấu của đội. Trước đó thì cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam cũng từng đến theo dõi trực tiếp trận đấu của câu lạc bộ Pohang Steelers. Trở lại Hàn Quốc sau 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Seo giờ đây có thêm thời gian thưởng thức các trận đấu tại xứ sở kim chi. Huấn luyện viên Park còn tranh thủ đến thăm cậu học trò Nguyễn Văn Toàn đang thi đấu cho câu lạc bộ Seoul Island FC ở K-League 2.
Dù không còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Seo vẫn dành tình cảm đặc biệt cho những chiến binh sao vàng. Ngày 20 tháng 4, nhà cầm quân xứ sở Kim Chi đăng tải một đoạn video ghi lại kỷ niệm đáng nhớ với các cầu thủ Việt Nam. Nhờ tầm ảnh hưởng không nhỏ của mình, huấn luyện viên Park Seo cũng thường xuyên được chọn mặt gửi vàng với những trọng trách đặc biệt. Mới đây, chiến lược gia này tiếp tục nhận vinh dự to lớn tại Hàn Quốc.